nể phục chàng trai xứ Nghệ đi bộ xuyên Việt hút đinh. Đi bộ xuyên Việt vốn không phải là một thử thách đơn giản. Nó đòi hỏi người thực hiện phải có sức khỏe và ý chí bền bỉ. Và mới đây, chàng trai Trần Đức Trung quê Nghệ An đã quyết định đi khắp Việt Nam bằng đôi chân của mình. Không những vậy, anh còn tự đặt ra một nhiệm vụ vô cùng cao cả, đó là đi xuyên Việt hút đinh. Trên suốt hành trình thì Đức Trung thường xuyên quay lại clip để chia sẻ về những con đường mà mình đã đi qua rồi đăng tải lên mạng xã hội. Các đoạn clip này nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người xem. Được biết, anh Đức Trung đã lên đường từ khoảng giữa tháng 9 vừa qua. Anh đi ô tô từ Nghệ An vào Cà Mau, ghé thăm cột mốc số 0 tại đất mũi Cà Mau rồi bắt đầu di chuyển. Hành trang của anh, ngoài chiếc ba lô đựng một số vật dụng thiết yếu, là một chiếc xe khá đặc biệt, có khả năng hút đinh nhờ tấm nam châm thiết kế nằm dưới gầm xe. Khi anh Trung di chuyển, đẩy xe đi, thì nó sẽ hút đinh hoặc kim loại trên mặt đường. Mỗi ngày, anh Trung đều kiểm tra và gỡ đinh vài lượt như một cách thu thập thành quả. Qua những hình ảnh chia sẻ thì có thể thấy lượng đinh anh hút được khá nhiều. Với mục đích tốt đẹp, khi anh Trung đi đến đâu cũng được bà con địa phương chào đón và giúp đỡ nhiệt tình. Không đặt nặng vấn đề thời gian nên anh Trung khá thong thả. Mệt đâu thì nghỉ đó, có thể cắm trại, nấu ăn giống như đang đi dã ngoại. Sau gần 2 tháng rong ruổi, đến nay anh Trung đã kết thúc 13 tỉnh thành tại đồng bằng sông Cửu Long và bắt đầu đến các tỉnh thành của miền Đông Nam Bộ. Kết quả hút đinh và sắt cũng như các vật liệu sắc nhọn là kim loại tại tỉnh Long An và bắt đầu chuyến hành trình mới tại tỉnh thành thứ 14 là tỉnh Tây Ninh. Chặng đường phía trước còn rất dài và gian nan, mong rằng anh chàng sẽ giữ vững nhiệt huyết để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy like và ấn đăng ký kênh để theo dõi những tin tức hot mỗi ngày.